Sáng ngày 17 tháng 5, tại Văn phòng Trung ương Giáo hội Chùa Quán Sứ Hà Nội đã diễn ra buổi họp của Chư Tôn Đức Văn phòng Trung ương Giáo hội nhằm thúc đẩy tiến độ phát triển Trung tâm Điều hành Điện tử của Giáo hội. Trong những năm vừa qua, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đã tác động rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Bắt kịp xu thế này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang ứng dụng phương tiện công nghệ thông tin hiện đại để phục vụ việc quản lý điều hành giáo hội. Trung tâm điều hành điện tử của giáo hội được thành lập với nhiệm vụ giới thiệu những hoạt động lợi đạo ích đời của Phật giáo Việt Nam đến quảng đại quần chúng, truyền bá giáo lý của Đức Phật đến tất cả mọi người, cùng hướng đến sự phát triển hòa hợp, đoàn kết xã hội. Sự hình thành của trung tâm điều hành điện tử nằm trong việc phát triển chung của chính phủ điện tử để áp dụng công nghệ 4.0 vào trong công việc và đời sống hàng ngày. Trung tâm hành chính điện tử tạo ra sự kết nối thuận tiện và thông suốt giữa Trung ương Giáo hội với các bộ ban ngành là kênh thông tin nhằm giúp các hoạt động Phật sự của Giáo hội được phổ biến một cách nhanh nhất đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành. Với việc ứng dụng công nghệ 4.0 hiện nay, Chư Tôn Đức Tăng Ni sẽ thuận lợi hơn trong công tác hoằng pháp lợi sinh, đem đạo vào đời một cách hữu hiệu và thành công, phù hợp với sự phát triển chung của nhân loại. Sau buổi họp, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai lắp đặt trung tâm điều hành trong thời gian sớm nhất để đưa vào sử dụng. Việc tiến hành đồng bộ tại Văn phòng 1, Văn phòng 2 cũng như Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành sẽ tạo ra sự thống nhất trong cơ chế quản lý điều hành Phật sự cả nước.